nay kênh Quân Thư sẽ bóc đồ chơi của shop Hero Team. Xem coi shop Hero Team có những món đồ chơi nào nha. Đây là món đồ chơi đầu tiên của mình. Và đây chính là em Cúc Thúi Quắc luôn. Rồi giới thiệu đi nào. Xin chào các bạn, mình là Quân Thư. Bây giờ mình sẽ vào video chính là bóc đồ hộp nha nha. Đây là cái hộp đồ chơi của shop Hero Team. Mình sẽ bóc ra thử nha. Đầu tiên mình sẽ dùng cái kéo màu vàng này để bóc cái này, bóc cái hình, mấy cái hình dáng dáng ở đây. Giờ sao ta? Đây. Sẽ bóc ra thử coi nha. Wow, các bạn ơi, trong đây có một hình, một con gấu bông to, siêu to, khổng lồ luôn. Con gấu bông này siêu đẹp luôn. Và shop Hero Team còn tặng đầy kèm một hộp đồ chơi bí ẩn siêu đẹp. Là em mở ra thử cái này có phun dao không? Mình sẽ mở cái này dao. Chị hai biết mở chị hai. Lát nữa dao sẽ mở cho. Bây giờ mình sẽ bóc cái món đồ chơi gấu bông khổng lồ này nha. Mình thích cái gấu bông này á các bạn ơi. Shop Hero Team cùng tặng thêm một cái mã quét nữa này các bạn. Mình sẽ mở cái quả quét này sau. Đây là con gấu bông, các bạn thấy nè. Nó siêu cute luôn. Các bạn ơi, các bạn nhìn cái tẹo của Hero Team nè. Từ từ chị hai lấy cho. Nè thấy chưa các bạn. Nè các bạn ơi, nhìn shop Hero Team làm rất là chi tiết luôn. Wow. Đây shop Hero Team nè các bạn. Shop Hero Team còn có một cái thẻ nữa nè các bạn. Thẻ đó thẻ cao đúng không? Đúng rồi. Thẻ cao này sẽ là của chị hai. Và cái này là của em đi. Đưa cho em nó cầm. Đưa cho em cầm. Ơn cho em cầm con khủng long nè. Để khủng long. Nè cho em cầm hộp này nha. Nha các bạn, đây là món đồ shop Hero Team. Đúng là chính hãng thực sự luôn. Món đồ rất siêu đẹp luôn nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Mình siêu thích luôn nha các bạn. Dễ thương quá. Và đây mình sẽ bóc món hộp quà bí ẩn của shop Hero Team tặng kèm của cho mình nha. Trời ơi, em Cúc mở sẵn ra luôn rồi. Để coi mình sẽ trúng cái gì trong đây. Wow, mình đã trúng được một bạn Lego của em. Cái này là một bạn Lego ở trong. Một bạn Lego, có rất là nhiều bạn Lego ở trong đây. Mình đã trúng được một bạn Lego này. Đây là bạn Lego này nha các bạn. Em biết. Và mình sẽ bóc, mình sẽ gắn cho bạn em Cúc nha. Cô nó có rớt gì không rồi chị hai gắn vào cho. Có cái tay kìa. Không có rớt gì cả, có rớt bàn tay nha ba. Rớt bàn tay đưa cho hai gắn vào. Để em gắn cái đầu của nó nha. Giống như cái hộp chuốt chì á. Phải không? Đúng không? Không, nó không phải là đồ chuốt chì, nó là một cái hình Lego. À, một cái Lego. Đây có hai cái mảnh. Để chị hai gắn vô cho Cúc ơi. Cái đầu này sẽ gắn chung với cái này. Để gắn hình dạ. Không, từ từ để chị hai gắn đầy đủ vô đã. Xin cảm ơn. Chị hai gắn vô đầy đủ rồi con chơi nha. Gắn xong rồi đưa chị em nó chơi. Cái này của em. Cái nhỏ là của em, còn cái lớn các thì các bạn thấy không? Đây nè, có cái hình siêu đẹp luôn, dễ thương không các bạn? Quá đẹp luôn. Chị hai, chị. Đây là đồ chơi của em Cúc, bây giờ mình sẽ gắn thêm mấy cái mảnh vô đây. Chị hai có con gấu bông của video của ta không? Đúng rồi, còn hai cái bàn tay này khi mất mình sẽ lắp vào cho nó. Thôi, cũng đã video cũng đã rất là lâu rồi. Thôi tụi mình sẽ tạm dừng video tại đây nha các bạn. Ô, các bạn tạm biệt các bạn nha. Tạm biệt. Khoan từ từ. Cái này là gì vậy? Cái là cái đế của để gắn cái con mini vô á. Con này nè, gắn. Con này con em mượn nha. Rồi nếu các bạn nếu muốn mua đồ gì của Hero Team thì nhớ vào đường link mô tả nha. Mình để ở dưới đường link đó nha các bạn. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Bye bye.